Kèo này nói chung là đánh giá cân thôi, khi mà quân rất là cân. Ra rồi lại đến trận đấu tiếp theo trong trận đấu thứ hai, quân Babylon. Rồi ở trở lại trận đấu nào. Bên mình sẽ có hai BB, một hit và một mark. Bên kia thì họ hai ez, một ia, một click. Quân thì đánh giá là nhìn cái chơi bên kia khi mà có thứ hai cùng tuyển và một chém tuyển. Bên mình chỉ có một hitty thôi, nhưng mà có đột biến là con mark c trong tay Shell Đức. Rồi đảo qua mình máy của Hoàng Minh xem nào. Bà Babylon đầu cánh, hiệu đầu là 7 con. Tếu đi, Hitty. Và thật là hơi đáng tiếc khi mà bên mình hai cung trực chỉ là cung lưu thiếu. May là có Hitty ở trong cánh. Xeo nào, Maxi. Bảo về là mắc bình đôi voi đánh 1-4 này. Con Maxi trong cánh nó rất là đột biến khi mà không bị quảng ở thời điểm đầu, quan trọng là phải dummy được cơ và đúng quân con là bài 4 voi này khá là tươi. Không biết là có quả phụ chưa xem nhờ. Vậy khả năng này bài này sẽ đánh 2-3 dân thôi. Thêm có quyết đi, không quyết trận này sẽ đánh gì đây, khả năng quyết sẽ đánh cung thôi. Và Seo sẽ dâng L. Đây có qua phụ này, bây giờ bảo báo về không lên đời mà có qua phụ. Bài này thì nói chung là khá là trống. Xem Hoàng Minh đi, Hoàng Minh sẽ chém đầu cái trận này. Bài và hiệu đầu là hiệu 7. Có voi luôn. Không biết quả phụ bài này, mà quả phụ là sẽ là mắc bình này. Hiệu đầu hiệu 7 đôi voi. Mà này khả năng Hoàng Minh đánh cung à, khi mà thấy đánh tận 27 dân. Nhà rất là nhiều rừng. Tiểu nào, cũng 27 dân. Cam quýt 25. Xeo nào.
Nếu bài này xeo sẽ dâng chéo cho hai cung bên mình. Trở lại bên Hoàng mình đi đầu cánh bên mình. Giờ này thầu máy của xeo đi. Cái bài lên sớm, hai dăm dần dâng lơ. Có quả phụ luôn này. Vâng, lên đời còn nguyên bã quả phụ và bầy hiêu. Răng lờ rất là cao. Đánh như top 1 luôn. Rồi, và kích đời 11-0 ấy. Rồi, kích 11-15. 25 nông dân Maxe. Bài lực siêu khỏe, cỡ giò công giáp đầy đủ. Màu mới là nạn nhân của Xeo đây. Bảo Bình màu 3 thì phải, màu 3 Yamato của xi măng. Có con giò đến hay sao? À chứ không phải giò mình vậy. Rồi. Vâng, gặp luôn màu 3 đã lên đời rồi nhá. Vừa nhảy đời xong cho màu 3. Vâng, gặp màu 2 vậy, màu 3 dâng lờ cho màu 2 cầm mé zip đánh cung rồi. Tất cả các đồng ý là chết hai nhà đây. Rồi, lên đời 3 xong. Màu 2 đánh kiểu gì không không thấy ruộng ở nhà. Hai lờ đều như vật tranh. Rồi, y cái y nữa nào. Đây rồi, nông dân màu 3. Đang là siêu siêu khỏe. Từ đây đợi chém nào. Có nhà một hai con chém kích trên đồng bao anh nhỉ. Đây rồi, màu 3 rồi. Bánh xe chưa? Ở nhà màu 3 có xe rồi. Định vác dần đập luôn. Xi măng đang rất ổ báo. Định vác dần đập ngựa chém công giáp đầy đủ. Làm ý nữa anh ơi. Rồi màu 2 trận này bò nhà một ruộng khả năng tân này. Màu 2 cũng bay luôn này. Có làm một chiên ba không nhờ. Là kích rồi không biết. Hờ hờ kìa anh, hờ kìa. Bài bò 2 khả năng đánh chỉ đánh kiểu bò nhỏ thôi. Đánh bò nhỏ không cung thôi. Cố lên nào. Đào con mình hoàng anh nhìn nào. Khỏe không? Đang lại vẫn là 36/96. Đang bị màu 3 đi chém vào chất lực cơ này. Tế ông nào. Tế ông chỉ là 39 thôi. Cầm quyết đi, làm là chỉ là 14. Thế trận này bên mình đang khoai hơn kim hai chủ lực, mình rất là yếu. Wow, mai nhi tham lại chỉ là 39 thôi, cần phải bảo kê với nhau tốt hơn. Màu hai cùng họ là cùng Egypt. Khoanh ruộng ấm này. Xeo nào. Rồi ôi rồi, nông dân màu 2 này, màu 3 này. Đông như quân nguyên luôn. Rồi có gì ở đây.
Rồi màu 2 cũng bay nhà rồi. Không thấy màu 4 đâu nhờ. Chính xác là không thấy nhà màu 4 của game thủ anh Tùng đâu. Anh Tùng cầm Glick. Xem nào, đang bị màu 1 đặt vào. Bầm màu 3 là khá đông chém này. Xe có làm cái trên đồng bao đâm vào nhà màu 4 không nhờ? À, đâm vào nhà của VN không nhờ? Cái trên đồng bao nào? Rồi. Không thấy nhà màu 4 đâu. Quýt này. Anh khả năng là màu 3 chạy vào 3 giờ này. Hoàng Mai Nhi tham lam là 48 trên 76 rồi. Nhà cơ cấu xong. Góc 9 giờ rất là rộng. Vừa thấy đi qua chấm màu 2 gì rồi anh Bách ơi. Lực đang là ổn định rồi. Tếu nào. Tham lam là 44 trên 464. Bùng rất nhiều nhà chính. Đây dòng dân màu 2 rồi. Một đầu gánh quýt anh ơi. Đây rồi, y trên đồng 3 rồi. Không biết màu 1 tên này có chuyển cung A không nhỉ? Khả năng nếu không chuyển cung A mà đi cùng với tẹo, người này còn y được khả năng bay luôn nhà màu 1 này. Màu 1 đánh cũng không có nhà đâu. Đánh kiểu gom cung thì phải, nhưng mà không thấy ruộng nương ở nhà hay là lùi hốc rồi. Bài lùi hốc của màu 1. Anh ơi, tên này anh phải chờ tẹo. Tẹo đang đi quân xuống thì phải. Không như vậy. Tẹo chưa đi đâu, tẹo. Bắt chém màu 3 đã. Mà tuần này khả năng vẫn chưa đâm được đâu, khi mà cung lờ của VN đang tụ lại rất là đông. Cứ vần vần thôi, bài VN cũng liều tiều, nhà cũng xấu thôi. Hoàng Mai Nhi nào. Tạm lại đã hồi lại là 70 trên 80 rồi. Phá hồi giảm rất là nhanh. Màu 2 là muốn ốp bên đây này. Màu bài đang rất đông cung, cung họ đổ máu chưa? Đây rồi, đây rồi. Tế cũng sang đây rồi. À, chủ lực bên mình, tam lai cũng... Tế cũng chỉ là 48 thôi. Bài mình bị màu 3 chém rất là ra thềm đầu. Còn màu 3 đã phát hiện ra cái hốc này rồi. Hoài quá nhờ.